clip này thì em sẽ test cho anh em mình nghe cặp loa toàn giải Beuner từ móng ngựa, đường kính loa là 16 phân nha anh em. Cặp này thì tiếng rất là hay nha anh em, xin mời anh em mình cùng nghe một đoạn nhạc test nha. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời đèn miếu áo hằng ngồi bên dãy ngân hà, giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười. Anh em mình vừa nghe em test xong một đoạn nhạc nha anh em. Thì cái cặp loa toàn giải nha, toàn giải Beuner có đường kính là 16 phân. Cặp này thì tiếng trung âm rất là tuyệt vời nha anh em. Nó tiếng trung âm, tiếng ca sĩ á, rất là trong trẻo và ngọt ngào luôn. Loa có đường kính là 16 phân hơn một tí nha anh em nha. Màn giấy ha, màn giấy rất là sâu anh em ạ. Ha. Thì những cặp loa toàn giải mà cái màn nó sâu như thế này thì tiếng nó rất là tuyệt vời ha. Đó. Nón là nón nón vải nha anh em. Và cái nón này thì anh em mình có thể nhìn xuyên thấu phía bên dưới luôn nha. Đó. À, màn giấy ha, màn giấy rất là liền lạc và không có bị lủng rách cấn mớp gì nha anh em, gần là gần tẩm dầu. Thì cái tiếng lời của ca sĩ rất là ngọt ngào ha, rất là ngọt ngào, rất là chi tiết. Và cái tiếng gõ anh em, tiếng gõ lóc cóc anh em mình nghe rất là chi tiết luôn nha. Và những cái tiếng chép ha, những cái tiếng chép trên con loa toàn giải này thể hiện cũng rất là tuyệt vời nha anh em. À, thì cũng không phải là những cặp loa toàn giải nào mà nó cũng hát được cả những cái tần số chép như cái cặp này đâu anh em nha. Anh em mình nghe những cái tần số chép và những cái tần số gõ nó rất là phê luôn ha. Tuy là đường kính nó nhỏ thôi anh em, nhưng mà chất âm của em nó mang lại thì quá là tuyệt vời ha. Thì cái cặp loa này là cặp loa từ móng ngựa nha anh em nha. Cặp loa toàn giải Beuner 16 phân từ móng ngựa, con kiết là nguyên rin hết nha anh em. Loa của Beuner nha, 16 ohm ha, cho nên là cái tiếng nó rất là sáng. Những cái này là những cái bông anh em, những cái bông tiêu âm á. Này nó ghi chỉ có 3 watt thôi anh em, nhưng mà tiếng kêu của nó rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Thì anh em mình cứ chơi mấy dòng toàn giải thì biết rồi nha. Có những loa ghi có 1-2 watt, 2-3 watt rồi thôi, nhưng mà tiếng kêu của nó rất là to. Hồi nãy em mở cái thì cái màn loa nó chỉ mới rung nhẹ thôi anh em. Màn loa mới rung nhẹ thôi, cho nên là cái tiếng nó ra nó cũng rất là to rồi anh em. Đó. Chứ không phải là nó ghi 3 watt là tiếng nhỏ đâu nha anh em. Đó. Tiếng kêu rất là to luôn.
Thì những con mà nó ghi số watt càng nhỏ như thế này nè, anh em mình có mấy amply công suất nhỏ ha, nó thì đánh rất là hay luôn anh em, nó không cần amply công suất lớn nha. Những con amply công suất rất là nhỏ thôi thì đã đánh rất là tốt cặp loa này rồi nha anh em. À, cặp loa toàn giải Bioner này có giá là 1.500.000 nha. Nói chung trong cái tầm tiền thì cặp toàn giải Bioner này thể hiện rất là tốt. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Và clip em xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.